Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi Góc Nhìn hôm nay. Tôi là Ngọc Dũng và sẽ đồng hành cùng quý vị với chủ đề phải đạt 80% về việc và 40% về tiền thi hành án dân sự. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác thi hành án dân sự. 10 tháng qua, tức là tính từ ngày 1 tháng 10 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, ngành thi hành án dân sự đã thụ lý mới 447.839 việc. Năm 2021 chuyển sang là 334.497 việc. Số có điều kiện thi hành là 585.187 việc. Đã thi hành xong 399.076 việc, đạt 68,20% và tăng 1,98% so với cùng kỳ. Tổng số tiền phải thi hành là 333.617 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là 188.686 tỷ đồng và đã thi hành xong 58.824 tỷ đồng, đạt 31,18% và tăng 20.156 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những tháng đầu năm nay khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác thi hành án dân sự về cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là về số tiền phải thi hành theo phán quyết của tòa án. Nhưng báo cáo cũng thừa nhận kết quả thi hành án về số việc vẫn còn thấp, số các vụ việc phải tiến hành cưỡng chế vẫn còn nhiều. Ngoài những lý do về dịch bệnh, bản án tuyên xong khó thực hiện, đương sự chống đối, tính phối hợp các cơ quan với nhau còn chậm và kéo dài, thì lý do chậm từ phía cơ quan thi hành án địa phương cũng cần được phân tích kỹ, như ví dụ sau đây ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Đây là mặt bằng diện tích 260m2 bị chi cục thi hành án huyện Thanh Sơn cưỡng chế để thi hành bản án dân sự sơ thẩm số 11 năm 2014. Nhưng điều đáng nói ở đây là với bản án gửi cho chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tuyên phải thi hành diện tích đất 168m2 và tài sản gắn liền trên đất là nhà xây cấp 4 kèm công trình phụ diện tích 70m2. Nhưng cũng bản án ấy gửi cho bà Hằng, diện tích phải thi hành án là 168m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà xây 2 tầng kèm công trình phụ có diện tích 150m2. Qua nhiều lần khiếu nại tố cáo lên các cơ quan chức năng, chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn đã thừa nhận cưỡng chế không đúng pháp luật bằng quyết định về việc thu hồi một phần biên bản cưỡng chế và quyết định giải tỏa kê biên tài sản, giải tỏa diện tích 92,1m2 đất bị cưỡng chế thừa để trả lại bà Hằng. Anh thi hành án nói là đất còn thừa, anh có quyền thu, vì anh không nói thế được, vì đất là đất tôi mua phân lô, anh không có quyền thu, vì đất này đất là đất của chúng tôi mua 89-90 đã có bìa và đứng tên ông Phùng Xuân Dánh rồi. Khi đó là ông Sĩ ra ở riêng, ông Dánh cho một nửa, thì ông thi hành án chỉ có quyền thu một nửa và ông ngân hàng chỉ có lấy quyền trong bản án đã tuyên. Cũng tại thời điểm đó, lãnh đạo chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn khẳng định là đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, hồ sơ luôn đảm bảo chính xác. Hồ sơ, tôi khẳng định là hồ sơ thi hành án tôi làm đúng. Các anh hỏi gì tôi trả lời văn bản. Thì tôi bảo là cái hồ sơ đấy gia đình người ta, anh chỉ xem gia đình người ta nói tố cáo đúng hay sai. Bản thân cái cơ quan thi hành án ấy cũng đã không có quy định rõ về trách nhiệm về thời hạn, mà gần như là làm đến đâu, tháo gỡ đến đâu, giải quyết đến đâu thì báo cáo thì triển khai đến đấy. Nhưng sau này mới phát hiện ra chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn đã bỏ qua việc xác minh thực tế tài sản phải thi hành án, dẫn đến cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản vượt quá diện tích ghi trong bản án. Đơn vị này sửa sai bằng việc ra quyết định mới trả lại hơn 92m2 đất. Nhưng đây mới chỉ là quyết định trên giấy, vì đã bị người mua đấu giá xây dựng công trình lên trên đất, khiến cho đến nay bà Hằng vẫn chưa nhận lại được đất bị cưỡng chế oan. Sự việc càng phức tạp và kéo dài. Tất nhiên, nếu chỉ từ một vài vụ việc nhỏ lẻ mà kết luận ngành thi hành án dân sự chậm xử lý hay non yếu nghiệp vụ sẽ là phiến diện và chủ mũ. Nhưng nếu đặt lên bàn cân để phân tích, việc kê biên, cưỡng chế vượt diện tích phải thi hành án đã thể hiện ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm. Chưa kể khi có sự vênh nhau về số liệu khi gửi cho đương sự và cơ quan thi hành án dân sự của cùng một bản án, thì ít nhất khi xác minh thực tế, cơ quan thi hành án đã phải phát hiện được và kịp thời kiến nghị mới là hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ không đáng để kéo dài thi hành án, thậm chí bị khiếu kiện lại quyết định thi hành án đã ban hành. Vẫn còn một số thiếu sót vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là ban hành quyết định thi hành án khi phải thu hồi hay hủy bỏ 272 quyết định trên 447.839 quyết định, chiếm tỷ lệ 0,06%. Nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp cũng như chuyên môn nghiệp vụ với từng chấp hành viên
và cơ quan thi hành án dân sự lại càng bức thiết khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. Số việc và số tiền phải thi hành án từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng tăng lên con số hàng chục nghìn, hàng chục vạn. Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, 10 tháng của năm 2022, các cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành 10.071 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, đảm bảo bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật được nghiêm chỉnh thi hành. Thay mặt Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác thi hành án, chế định thừa phát lại tại đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, cũng như triển khai đồng bộ có hiệu quả Nghị định số 08 năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, quan tâm phát triển bền vững các văn phòng thừa phát lại. Đề án chuyển kỳ sau nhiều, cái này là một thực tế. Lý do chủ yếu là không có tiền mà không có tài sản, nó cứ tích lại vậy thôi. Ý kiến cá nhân của tôi, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo cái nghị quyết của Quốc hội và các cái văn bản quy định pháp luật, các cái văn bản pháp luật hiện hành của Chính phủ, có cái nghị định. Thì tôi thấy chưa đủ cái phạm vi về nội dung, cũng như là cái sự bức thiết yêu cầu phải có ngay cái luật thừa phát lại bây giờ. Số lượng văn phòng rồi số lượng các vụ việc nó cũng rất là hạn chế. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và hoạt động thừa phát lại. Cơ quan thẩm tra cho rằng Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác thi hành án dân sự. Nhờ đó kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều tăng so với cùng kỳ. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế tham nhũng được quan tâm thực hiện. Đã thi hành xong 1.493 việc với 10.327 tỷ đồng và tăng 8.319 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhưng Ủy ban Tư pháp cũng chỉ ra hạn chế khiến số vụ chưa thi hành được vẫn nhiều. Cái tỷ lệ trên số có hồ sơ là bao nhiêu và cái tỷ lệ trên cái số án thuộc thẩm quyền giải quyết là bao nhiêu thì đưa luôn cả báo cáo với Quốc hội cả hai cái tỷ lệ. Bộ Tư pháp và Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoạt động thí điểm từ năm 2009, Nghị định 08 năm 2020 đã chính thức quy định về tổ chức và hoạt động của mô hình thừa phát lại. Đây là những người có đủ tiêu chuẩn được nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự, nhưng họ không phải là công chức. Tuy vậy, tên gọi với âm Hán Việt vẫn lạ lẫm, nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức được tính tích cực của hoạt động thừa phát lại và vẫn còn tâm lý e ngại. Về mặt thực tế, khả năng và nguồn lực của tổ chức thừa phát lại còn hạn chế, chưa đảm đương được đối với những vụ việc phức tạp. Thời gian thí điểm, hoạt động thừa phát lại được nhà nước cấp kinh phí và miễn phí. Khi hết thí điểm, nguồn kinh phí này không còn nữa, buộc các văn phòng thừa phát lại phải thu dịch vụ, dẫn đến hiểu chưa đúng về mô hình này. Để tăng cường hiệu quả của hoạt động thừa phát lại, tiến tới san sẻ bớt gánh nặng thi hành án dân sự, cần phải nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ thừa phát lại. Mặt khác, thừa phát lại cũng phải không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của người dân, của doanh nghiệp. Theo yêu cầu của khách hàng, văn phòng thừa phát lại này tại thành phố Hồ Chí Minh đã cử 2 nhân viên đi lập vi bằng, một hình thức biên bản, ghi nhận hành vi của người được ủy quyền hợp pháp trong việc giao văn bản thông báo cho đương sự sau khi tòa xử án. Anh cứ chạy lì, không có gia có tài sản này cho ông Phước nên chúng tôi buộc lòng phải nhờ tới thừa phát lại quận 10 để mà tiến hành làm cái này cho nhanh chóng và hiệu quả, chứ còn nếu mà đi lòng vòng nhờ những cơ quan khác thì là cũng thấy nó bất cập đủ thứ hết á. Thừa phát lại đã tồn tại từ trước cách mạng tháng 8 cho đến trước năm 1975. Họ không phải là công chức, không hoạt động theo chế độ công vụ và không hưởng lương ngân sách. Thừa phát lại có nhiệm vụ gọi các đương sự, nhân chứng, tống đạt giấy tờ theo yêu cầu của tòa án, thi hành án, lập các văn bằng theo quy định của pháp luật. Việc tái lập lực lượng này theo mô hình doanh nghiệp tư nhân sẽ tác động tích cực đến chấp hành viên nhà nước ở các cơ quan thi hành án dân sự, nhưng phải tạo cơ chế để mô hình này tồn tại. Bác thông tin tuyên truyền, đó. Làm sao để người dân người ta biết được là có một cái mô hình mới là thừa phát lại giúp ích rất nhiều cho lợi ích của người dân, tổ chức thi hành án, rồi xác minh điều kiện thi hành án, rồi lập vi bằng để cung cấp những cái văn bản có giá trị chứng cứ cho người dân. Và công tác tuyên truyền nó còn tuyên truyền ngay cả trong hệ thống cơ quan nhà nước
để họ hỗ trợ tốt hơn cho Thừa Phát Lại, như là cái việc tổ chức thi hành án hoặc tống đạt hoặc là xác minh điều kiện thi hành án để cung cấp thêm những cái thông tin. Mỗi năm, ngành tòa án thành phố Hồ Chí Minh phải tống đạt khoảng 840.000 văn bản, giấy tờ, còn ngành thi hành án phải xác minh khoảng 50.000 việc. Khi những việc này được chuyển cho Thừa Phát Lại sẽ giảm sự quá tải cho thi hành án dân sự. Nhưng để Thừa Phát Lại phát triển như xã hội hóa công chứng, cốt lõi là phải quy định địa vị pháp lý bình đẳng giữa Thừa Phát Lại và chấp hành viên. Còn trong bản án hay quyết định của tòa án cũng ghi rõ là được thi hành án bởi chấp hành viên hoặc Thừa Phát Lại. Nếu được đào tạo và đầu tư bài bản, Thừa Phát Lại hoàn toàn có thể đảm nhiệm được như các chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, vừa giúp được giảm tải. Một năm chỉ có 365 ngày, thế nhưng bình quân mỗi chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội phải thực hiện tới 400 vụ việc. Có những quận huyện, chấp hành viên thậm chí phải thực hiện tới 500 việc mỗi năm, thì sao đủ thời gian và sức lực mà hoàn thành nhiệm vụ. Khách quan cho thấy, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan có liên quan tới hoạt động Thừa Phát Lại còn ở mức khiêm tốn so với nhu cầu, lại thiếu cơ chế và hành lang pháp lý, dẫn đến có giao nhiệm vụ thi hành án cho Thừa Phát Lại nhưng lại không giao quyền. Thừa Phát Lại từ khi chính thức hoạt động đến nay vẫn chưa được đưa vào luật thi hành án dân sự hoặc chưa có luật Thừa Phát Lại riêng nên đã bị hạn chế nhiều về quyền hạn khi tác nghiệp. Và như vậy, khó có thể bình đẳng địa vị pháp lý giữa Thừa Phát Lại và chấp hành viên nhà nước. Tất nhiên, chỉ tiêu 81,5% về việc và 40,1% về tiền thi hành án trong năm nay hay các năm sau mà Quốc hội và Bộ Tư pháp đã giao cho sẽ còn đè nặng lên ngành thi hành án dân sự. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc góc nhìn hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.